Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt những người làm chương trình xin gửi lời tri ân sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn đối với những thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng đã đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ngay sau đây, chương trình xin được mở đầu với những tin tức đáng chú ý trong tỉnh được cập nhật. Sáng hôm qua, huyện Hà Quảng đã tổ chức dâng hương dâng hoa đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, khu di tích lịch sử Kim Đồng, xã Trường Hà và nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Quảng. Tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo huyện Hà Quảng đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người, đoàn kết tiếp tục nỗ lực quyết tâm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp đó, đoàn đã dâng hương, dâng hoa khu di tích lịch sử Kim Đồng, xã Trường Hà và dâng hương, dâng hoa nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Xuân Hòa và thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng. Đây là nơi an nghỉ của 565 liệt sĩ là con em quê hương Hà Quảng và nhiều miền quê trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo huyện dành một phút tưởng niệm thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Sau lễ dâng hương, dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã thắp hương lên từng phần mộ các liệt sĩ. Sáng hôm qua 26 tháng 7, huyện Bảo Lâm đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ của huyện nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã cùng nhau dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nguyện ra sức phấn đấu phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền đoàn kết trong sạch vững mạnh. Sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thắp hương tại phần mộ của các anh hùng liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 26 tháng 7, huyện Bảo Lạc đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dâng vòng hoa với dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và thắp nén hương thơm mặc niệm tưởng nhớ tới công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lạc nguyện luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2024 và xây dựng huyện Bảo Lạc ngày càng phát triển bền vững. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Hòa đến thăm hỏi tặng quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Đại Sơn, huyện Quảng Hòa. Tại các gia đình đến thăm và tặng quà, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi động viên tặng quà một đối tượng chính sách là người thân của đoàn viên công đoàn, bộ phận phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Hòa. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng, địa bàn thị trấn Bắc Miều, Lý Bôn, huyện Bảo Lâm.
Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo. Đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần và thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đối với các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Ngày 26 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Tài liệu Giáo dục Địa phương lớp 12 tỉnh Cao Bằng để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, in ấn và đưa vào giảng dạy trong năm học tới. Dự thảo Tài liệu Giáo dục Địa phương tỉnh Cao Bằng lớp 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo soạn thảo được thiết kế theo 3 lĩnh vực gồm văn hóa, lịch sử truyền thống, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị, xã hội, môi trường của địa phương với 7 chủ đề: Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh với tỉnh Cao Bằng, thơ hiện đại, mặt trận Việt Minh, phát triển kinh tế du lịch, định hướng nghề nghiệp, chính sách xã hội, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tỉnh và kế hoạch hành động ứng phó. Dự thảo cuốn tài liệu có tổng thời lượng là 35 tiết, trong đó 31 tiết dành cho việc giảng dạy các chủ đề, 4 tiết dành cho kiểm tra đánh giá. Trên cơ sở các ý kiến của thành viên hội đồng thẩm định, Ban biên soạn tiếp tục hoàn thiện tài liệu và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho phép in ấn, ban hành và đưa vào giảng dạy lồng ghép tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông lớp 12 từ năm học 2024-2025 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong cải cách hành chính là một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính của xã, sẽ tạo được tính đột phá, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thực hiện việc số hóa trong thực hiện các thủ tục hành chính từ đầu năm 2024 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sen đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp phần từng bước xây dựng chính quyền số, hạn chế các thủ tục hành chính giấy không cần thiết, gây phiền hà cho nhân dân. Chị muốn lấy bản sao giấy khai sinh đúng không? Vâng. Đối với cái thủ tục này thì mình có thể tự thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh Cao Bằng chị nhé. Và chị có thể tự thực hiện ở nhà, có thể thực hiện trên điện thoại hoặc máy tính mà mình không cần phải trực tiếp lên Ủy ban Nhân dân xã. Sau đây em sẽ hướng dẫn chị thực hiện để lần sau mình có thể tự thực hiện nhé. Thứ nhất là chị chọn là bộ thủ tục hành chính cấp xã. Đối với cái chị muốn lấy giấy bản sao khai sinh, nó là thuộc lĩnh vực hộ tịch. Chị chọn vào đây. Và nó có thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch. Chị sẽ chọn nộp hồ sơ. Đây, và chị sẽ chọn cơ quan giải quyết hồ sơ là huyện Quảng Hòa, xã Phúc Sen. Những buổi hỗ trợ tại cơ sở như thế này là cách làm mà xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa triển khai nhằm đưa chính quyền điện tử, chính quyền số đến gần hơn với nhân dân. Và sau mỗi buổi hướng dẫn tại các xóm là lại có thêm người dân biết đến dịch vụ công trực tuyến, biết cách nộp thủ tục mà không cần phải đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Vì vậy, cách làm này không chỉ giúp người dân tiết kiệm được thời gian đi lại mà còn dễ dàng theo dõi quá trình giải quyết thủ tục. Tôi thấy về cái tổ hỗ trợ tư vấn về cái dịch vụ công đây xuống đến tận cơ sở hỗ trợ cho bà con chúng tôi cảm thấy là về cái dịch vụ này là rất thuận tiện. Nhưng mà vì cái tuổi tôi đã có tuổi, tôi tiếp cận với cái này cũng bây giờ là thành cái chậm so với tôi, nhưng mà với đối với lớp trẻ nó sẽ là có rất thuận tiện cho việc làm các thủ tục sau này, để mà là khỏi phải là mất thời gian đi lên trực tiếp lên xã. Từ ngày triển khai các tổ chuyển đổi số trong cộng đồng, người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa cũng ít hơn. Điều này không chỉ giúp giảm tải công việc cho cán bộ,
mà người dân không cần đến chờ đợi lâu. Ứng dụng chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính là rất cần thiết và phù hợp với xu thế thời đại. Thế nhưng, việc triển khai thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có liên quan đến mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và các thiết bị thông minh để truy cập. Vì vậy, ngay tại nơi làm việc của bộ phận một cửa của xã có trang bị thêm một bộ máy vi tính dành riêng cho công dân. Đặc biệt, đối với trường hợp chưa biết sử dụng dịch vụ công, thì cán bộ sẽ là cầu nối hướng dẫn tận tình cho công dân, khiến người dân đến đây ai cũng hài lòng. Hôm nay em đến đây là để làm bản sao giấy khai sinh ạ. Sau khi em đến đây thì em được trải nghiệm rất nhiều dịch vụ mới ở đây, là đăng ký, đăng nhập tất cả các thủ tục ở trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia VNID. Đối với thời đại công nghệ số hiện đại hóa hiện nay thì em cảm thấy là đây là một dịch vụ rất là tiện lợi, rất là nhanh chóng. Từ khi ứng dụng chuyển đổi số, việc niêm yết các thủ tục hành chính cũng thuận tiện hơn. Chỉ cần bằng mã QR là người dân có thể truy cập vào mạng để theo dõi quy trình thực hiện các thủ tục hành chính. Hoặc thay vì trước đây khi đến giải quyết thủ tục hành chính, người dân cần kê khai thông tin cá nhân, nhưng hiện nay chỉ cần đăng nhập tài khoản định danh điện tử thì các thông tin sẽ tự động được cập nhật. Chuyển đổi số trong cải cách hành chính là lĩnh vực mới, vì vậy để đáp ứng yêu cầu công việc, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức cần tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc xây dựng và phát triển chính quyền số, chính quyền điện tử là một trong những cái nội dung rất là quan trọng và là nội dung mới. Vì vậy là một cán bộ công chức mà được giao nhiệm vụ thực hiện ở bộ phận một cửa thì tôi luôn không ngừng cố gắng trau dồi kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn. Và chúng tôi luôn thực hiện tốt cái đạo đức công vụ và văn hóa ở nơi công sở. Và khi mà chúng tôi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thì chúng tôi luôn tận tình hướng dẫn công dân đến thực hiện thủ tục hành chính để làm sao mà công dân thực hiện được cái thủ tục một cách nhanh nhất. Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số trong xã đạt được sự chuyển biến ngày càng rõ nét. Trên hết và trước hết, đó là nhận thức của các cấp các ngành địa phương, nhất là người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số ngày càng được nâng lên. Việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, bảo đảm kế hoạch, mục tiêu đề ra, kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc nâng cao đạo đức công vụ được duy trì, nhất là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên được duy trì. Tổng số thủ tục hành chính cấp xã có 111 thủ tục. Mỗi một thủ tục hành chính đều được tạo mã QR niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của xã liên kết với Cổng Dịch vụ Công Cao Bằng để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu thủ tục hành chính một cách nhanh nhất. Hợp nhất Tổ Công nghệ số Cộng đồng của xóm và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 ở xóm thành Tổ Chuyển đổi số Cộng đồng. Đến nay, xã đã thành lập 11 Tổ Chuyển đổi số Cộng đồng với 55 thành viên, tham gia hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử được trên 2.532 tài khoản. Nhờ đó, việc áp dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT Office được sử dụng thường xuyên và hiệu quả. 100% cán bộ công chức đã sử dụng và trao đổi văn bản thường xuyên. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến một phần đạt 70,5%. Trên 80% công dân đã được cấp căn cước có tài khoản định danh điện tử. 100% người dân đến giải quyết thủ tục hành chính đều có tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sen đã xây dựng và ban hành kế hoạch về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là một trong những đột phá nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.
Để đạt được kết quả này là nhờ thời gian qua, xã Phúc Sen đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó đẩy mạnh cải cách công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền chuyển đổi số. Ngay từ đầu năm thì Ủy ban nhân xã cũng đã xây dựng kế hoạch, trong đó đặc biệt là chú trọng cái công tác tuyên truyền, xây dựng đi tuyên truyền hàng năm cũng như là tháng quý, và đặc biệt là đến các xóm trực tiếp tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Qua những cuộc tuyên truyền thì phải nói là công dân đến trực tiếp đến bộ phận Ủy ban nhân xã Phúc Sen giải quyết thủ tục hành chính thì đến giờ phút này thì cũng không có vướng mắc gì, và bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân rất là nhanh và gọn. Đến giờ phút này là đạt 100% là thủ tục hành chính, là số hóa hồ sơ là 100% và 100% là thanh toán trực tuyến trên môi trường điện tử. Với những kết quả đã đạt được về công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số của xã Phúc Sen đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ số cải cách hành chính của xã luôn đứng đầu trong top đầu của huyện từ năm 2021 đến năm 2023. Xã đã vinh dự được tỉnh lựa chọn làm xã điểm về công tác cải cách hành chính. Tỷ lệ nộp hồ sơ phát sinh phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến đạt 100%. Với những nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như người dân, xã Phúc Sen đã nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính nhờ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đội ngũ cán bộ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ luôn chú trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với thành tích đạt được trong những năm qua, thời gian tới, chính quyền, cán bộ công chức xã Phúc Sen quyết tâm xây dựng nền hành chính với phương châm tận tâm, hiện đại, đơn giản và hiệu quả. Tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, đông đảo bạn bè quốc tế, lãnh đạo các địa phương, đại diện các cơ quan đoàn thể và người dân đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đoàn Malaysia do Phó Thủ tướng Malaysia làm trưởng đoàn, đoàn Belarus Philippines đã vào viếng chia buồn cùng gia quyến và bày tỏ tri ân trước sự ra đi của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đại diện khối lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng đã vào viếng, bày tỏ xúc động, tiếc thương trước sự ra đi của một trí tuệ lớn, một tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Trước đó, tại nhà tang lễ quốc gia, do số lượng người dân đến viếng quá đông, ban tổ chức lễ tang đã tổ chức để người dân vào viếng từ 24 giờ thay vì 22 giờ như kế hoạch ban đầu. Buổi chiều 26 tháng 7, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội trước sự thương tiếc tiễn đưa của lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân. Trong một diễn biến bất ngờ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã hoãn quyết định quan trọng về việc có nâng cấp Việt Nam lên nền kinh tế thị trường hay không. Quyết định này dự kiến sẽ được công bố trong ngày 26 tháng 7, đã bị trì hoãn khoảng một tuần do sự gián đoạn do lỗi phần mềm gây ra. Quyết định nâng cấp này vốn được Việt Nam nỗ lực đạt được từ lâu đã vấp phải sự phản đối của các nhà sản xuất thép, ngư dân nuôi tôm vùng vịnh và nông dân nuôi ong của Hoa Kỳ. Nếu được công nhận là nền kinh tế thị trường, Việt Nam sẽ giảm bớt thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề do bị phân loại là nền kinh tế phi thị trường. Hoa Kỳ hiện vẫn phân loại Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường, gây bất lợi cho các nhà xuất khẩu Việt Nam trong các đơn kiện chống bán phá giá. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thương mại Hoa Kỳ cho biết, sự gián đoạn từ sự cố công nghệ thông tin đã ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ hồ sơ báo cáo thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng, dẫn đến việc hoãn lại. Vụ kiện về tình trạng kinh tế phi thị trường của Việt Nam nằm trong số này, người phát ngôn nói. Việt Nam cho biết quy chế kinh tế thị trường tại thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho một quốc gia mà thương mại chiếm khoảng gấp đôi tổng sản lượng.
Tại cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết có khoảng 26,3 triệu khách hàng đã được xác thực sinh trắc học với căn cước công dân gắn chip. Người dân được khuyến cáo chỉ thực hiện xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng chính thức và website chính thống của ngân hàng hoặc xác thực tại quầy, tuyệt đối không xác thực sinh trắc học thông qua đường link lạ, đường link không chính thống, đồng thời không cung cấp bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác để nhờ xác thực sinh trắc học. Đặc biệt là không cung cấp các thông tin về tài khoản, mật khẩu, OTP cho bất kỳ ai, kể cả với nhân viên ngân hàng. Cũng tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết thêm, xác thực sinh trắc học là một trong những biện pháp ngân hàng triển khai làm vì an toàn của khách hàng, của người có tài khoản ngân hàng để tránh lừa đảo mất mát. Chính vì vậy, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai rất quyết liệt hoạt động này. Phá vỡ truyền thống và mang tới trải nghiệm chưa từng có, lễ khai mạc Olympic Paris năm 2024 trên sông Serena hứa hẹn là đêm diễn bom tấn, mở màn cho kỳ thế vận hội thứ 33 rực rỡ tại thành phố ánh sáng. Cả thế giới đã hướng về Paris và chiêm ngưỡng sự kiện lịch sử ngoạn mục bậc nhất, thay vì những vũ công nhào lộn và các đoàn thể thao lần lượt diễu hành trong sân vận động như truyền thống. Lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 được diễn ra bên ngoài với sân khấu chính là toàn bộ thủ đô nước Pháp. Màn biểu diễn chính cũng như thắp sáng ngọn đuốc Olympic được diễn ra trên sông Seine. Nó sẽ được bùng cháy đêm nay và trong 16 ngày diễn ra Olympic 2024, đại diện cho tinh thần và sức mạnh thể thao. Ban tổ chức dự tính đã có 600.000 khán giả theo dõi buổi lễ dọc hai bờ sông Seine. Sau khi cân nhắc các yếu tố an ninh, con số được rút xuống 326.000 người, trong đó có 220.000 khách mời với khoảng 120 nguyên thủ, quốc vương, lãnh đạo các cấp của 206 quốc gia tham dự Olympic. Những người không thể xem trực tiếp có thể theo dõi qua 80 màn hình khổng lồ được lắp đặt khắp Paris, tương tự 1,5 tỷ người khác xem truyền hình. Nửa đầu năm, 5 sàn thương mại điện tử hàng đầu gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và TikTok Shop ghi nhận doanh số 143.900 tỷ đồng. Đây là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong mục con số hôm nay. Nửa đầu năm, 5 sàn thương mại điện tử hàng đầu là Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và TikTok Shop ghi nhận doanh số 143.900 tỷ đồng với 1.533 triệu sản phẩm giao thành công từ tay khách hàng, tăng gấp 54,91% và 65,55% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này phản ánh sự phát triển bền vững của thị trường thương mại điện tử Việt Nam, đồng thời cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của các doanh nghiệp khi sự chuyển dịch mua sắm từ offline sang online đang diễn ra mạnh mẽ. Cũng theo số liệu của công ty phân tích dữ liệu, trong 6 tháng đầu năm 2024, người dùng Việt đã chi tổng cộng gần 145.000 tỷ đồng để mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử. Tổng cộng có 1.533 triệu sản phẩm giao thành công tới tay khách hàng, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm 2023. Các sản phẩm sữa đã mang về cho thương hiệu này gần 260 tỷ đồng trên các kênh thương mại điện tử để sắp xếp ở vị trí thứ 9. Duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh có thể giúp cải thiện tâm trạng và mức năng lượng tổng thể của bạn. Ngoài ra, lượng đường trong máu cao mãn tính có thể dẫn đến tăng nguy cơ sức khỏe như bệnh tim, mất thị lực và bệnh thận. Sau đây sẽ là một số cách tự nhiên để hạ lượng đường trong máu. Thử nhịn ăn gián đoạn. Nhịn ăn gián đoạn trở thành một chiến lược phổ biến để giảm cân, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả việc kiểm soát lượng đường trong máu. Để kiểm soát lượng đường trong máu, một số nghiên cứu cho thấy tốt nhất là ăn hầu hết lượng calo vào bữa sáng và bữa trưa. Ăn tối sớm hơn và ít hơn trước 6 giờ chiều. Chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế. Một phân tích và các nghiên cứu đã công bố trước đây liên tục phát hiện ra rằng tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt cải thiện lượng đường trong máu sau bữa ăn so với thực phẩm tinh chế ở những người khỏe mạnh. Thực hành rèn luyện sức mạnh. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chỉ cần một
lần tập luyện sức bền trước bữa ăn đã giảm đáng kể lượng đường trong máu ở bữa ăn, gấp 10 lần người đàn ông ít vận động, bị béo phì và tiền tiểu đường. Thêm nhiều đậu vào chế độ ăn uống của bạn. Một đánh giá nghiên cứu cho thấy ở người lớn mắc và không mắc bệnh tiểu đường type 2, ăn nhiều đậu hơn giúp cải thiện cả lượng đường trong máu sau bữa ăn và khả năng điều hòa lâu dài. Ăn nhiều quả bơ hơn. Một nghiên cứu nhỏ trên 31 người có cân nặng, cơ thể cao hoặc béo phì đã so sánh 3 bữa ăn có lượng calo tương đương không chứa quả bơ, nửa quả bơ hoặc cả quả bơ. Các bữa ăn có nửa quả bơ hoặc cả quả bơ giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn và cải thiện lưu lượng máu so với các bữa ăn không có quả bơ. Giảm lượng đường bổ sung vào cơ thể. Đường bổ sung hấp thụ vào máu làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Theo thời gian, quá nhiều đường bổ sung không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường mà còn cả bệnh tim, chứng mất trí, béo phì, huyết áp cao và một số bệnh ung thư. Giữ đủ nước. Nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ nghịch đảo giữa lượng nước uống vào và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, nghĩa là lượng nước uống vào cao sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Chương trình Cao Bằng ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.